Chuyện Vũ Hà bị Đàm Vĩnh Hân giận vài năm chỉ vì một câu nói. Chỉ vì chê Đàm Vĩnh Hân hát giống hệt Thanh Lam mà Vũ Hà bị nam ca sĩ say tình, giận mất mấy năm trời. Sau khi Dương Triệu Vũ Mr. Đàm xác nhận tham gia show truyền hình thực tế, thì mới đây ca sĩ Vũ Hà cũng nhận lời đồng hành cùng với chương trình. Vũ Hà Mr. Đàm không chỉ nổi tiếng là những nghệ sĩ có tính thẳng thắn, nghĩa hiệp trong làng giải trí, mà họ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tình bạn hơn 20 năm bền chặt, thứ rất khó tìm trong showbiz đầy cạnh tranh. Gắn bó với nhau từ thuở Hàng Vi, cả hai đều trải qua nhiều khó khăn để đạt được vị trí như hôm nay. Tuy Vũ Hà từng đứng ở vị trí cao hơn và dìu dắt Mr. Đàm vào nghề, nhưng hiện tại độ phủ sóng của ông Hoàng Nhạc Việt lại lớn hơn cả. Không một chút chạnh lòng, Vũ Hà vẫn thật tâm ủng hộ cho người bạn thân, như tình cảm của cả hai vẫn dành cho nhau suốt hơn 20 năm qua. Ngay cả khi sánh đôi với nhau trong một chương trình, nhưng Mr. Đàm làm giám khảo còn Vũ Hà làm huấn luyện viên, giọng ca giọt nước mắt đàn ông vẫn không cảm thấy khó chịu. Trong nghệ thuật, trên cơ hay dưới cơ không quan trọng, mà cốt yếu là vị trí của mình trong lòng khán giả. Hơn nữa, khi chúng ta dừng lại thì phải chấp nhận cho những người ở phía sau bước tới. Tôi có một khoảng lặng khá dài trong chặng đường làm nghệ thuật. Tôi không tham gia showbiz vì lấy vợ, nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Lúc đó đàn em, mình chạy trước là điều hiển nhiên thôi, ráng mà chịu. Tôi và Mr. Đàm là bạn bè thân thiết, hai đứa ngồi chung một chương trình thì có cảm giác chương trình đó là nơi thoải mái, giống như cái nhà của mình vậy. Có bạn bè thân thiết tham gia cùng, mình thoải mái sáng tạo đủ thứ trò, miễn sao mang đến nhiều tiết mục hay cho khán giả, Vũ Hà cho biết. Nói thêm về mối quan hệ với ông Hoàng Nhạc Việt, Vũ Hà tâm sự. Hai đứa có rất nhiều kỷ niệm với nhau từ thời chưa nổi tiếng. Cách đây hơn 20 năm, tôi thi vào trung tâm ca nhạc nhẹ nên có cơ hội gặp được Mr. Đàm cùng Mỹ Tâm Hồng Ngọc. Thời điểm đó tôi đã nhận rất nhiều show diễn ở bên ngoài, thấy Mr. Đàm mới vào không có nơi nào đi kêu đi hát nên tôi dắt Hân theo. Tôi bắt Mr. Đàm nói giọng Bắc để giả làm đứa em bà con từ Bắc vào. Đi hát để kiếm thêm chút đỉnh trang trải tiền phòng trọ. Hai đứa mặc giống nhau như hai anh em, nên nói bầu show nào cũng tin. Lịch hát của tôi tại một quán bar kín đặt 7 ngày một tuần. Vậy mà trong một lần dắt Mr. Đàm theo thử giọng, nghe Mr. Đàm hát xong, thì hôm sau người ta cắt 3 ngày hát của tôi để chừa cho Mr. Đàm. Đợt đó tôi thề với Mr. Đàm là không bao giờ dắt theo một đứa nào đi hát cùng nữa, nổi điên quá mà. Nói vậy chứ lúc đó vừa thấy vui cho bạn mà vừa thấy mắc cười lắm. Khán giả còn hay lầm tôi với Mr. Đàm do hai đứa giống nhau, nên tôi và Mr. Đàm hay đổi giờ hát cho nhau, có đêm hát đến 7 tụ điểm. Nhiều lúc vui như vậy, nhưng cũng có lần hai đứa giận nhau mấy năm trời. Lúc Mr. Đàm ra album đầu tiên có bài hát Cho Em Một Ngày, hát giống Thanh Lam như đúc, tôi mới nói, tại sao giọng mày hay mà mày hát y chang Thanh Lam vậy? Tao ghét nhất người nào bắt chước. Mr. Đàm nghe vậy tự ái không thèm nói chuyện luôn. Trong lúc giận nhau thì lại nghe người khác nói, Mr. Đàm tuyên bố không bao giờ hát song ca với tôi. Tôi chỉ nghĩ thầm, mày không hát với tao thì tao chết à. Sau đó ai cũng nổi tiếng nên bận rộn và ít có thời gian gặp nhau. Đến khi gặp lại cho một lần cúng tổ, khi hát chung tôi có hỏi, mày nói không hát với tao mà. Lúc đó Mr. Đàm, tao nói hồi nào. Thế là mới phát hiện ra chuyện hai đứa bị người khác đâm chọt. Rồi chúng tôi cũng làm hòa với nhau, bạn bè bao năm đâu có bỏ được. Mẹ vào tù và bước ngoặt cuộc đời của Đàm Vĩnh Hân. Đàm Vĩnh Hân không giấu nhẹm chuyện mẹ anh từng phải vào tù và lý do tại sao Hoài Linh luôn là người anh mang ơn. Là khách mời trong chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ, Đàm Vĩnh Hân đã có buổi giao lưu thú vị cùng khán giả hâm mộ và mang đến những câu chuyện đời xúc động ít ai biết. Nhìn lại những tấm hình quá khứ và tình cảm mến mộ của khán giả, Đàm Vĩnh Hân nghẹn lời. Những tấm hình ấy làm tôi thấy xúc động. Trên đời này chỉ duy nhất một thứ khiến tôi gục ngã, đó là tình cảm, tình thương của mọi người dành cho. Còn lại không một thứ áp lực nào khiến tôi đổ gục. Nam ca sĩ nổi tiếng kể lại, ngày xưa nổi tiếng anh từng làm rất nhiều nghề khác nhau để tồn tại, từ nghề tóc đến bán quần áo mỹ phẩm hay trang điểm cô dâu. Anh cũng không ngại tiết lộ thời điểm khó khăn nhất, khi tôi và em gái trở về thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi không có cha mẹ bên cạnh. Bởi lúc ấy, mẹ tôi phải vào tù, còn ba phải về với mẹ cả. Tôi nương tựa bà ngoại và một mình bươn chải lo cuộc sống. Giọng ca Tình Ơi Xin Ngủ Yên chia sẻ, bước ngoặt cuộc đời khiến anh không bao giờ quên là ngày gặp được Hoài Linh. Anh cho biết Hoài Linh đã phát hiện ra tổ chức hàng của mình và cho tiền để đầu tư album. Bản hit Tình Ơi Xin Ngủ Yên thể hiện theo phong cách riêng, đã khiến Đàm Vĩnh Hân nhanh chóng trở thành người của công chúng.
Bên cạnh đó, Mr. Đàm khẳng định chưa bao giờ nghĩ sẽ mưu sinh bằng nghề ca hát. Thay vào đó, anh bước lên sân khấu bằng sự thèm khát và đam mê. Không cần trả lương, thậm chí nhịn đói, nhịn khát. Nhưng chỉ cần được đứng trên sân khấu, Đàm Vĩnh Hưng như sống là chính mình. Ngoài nghề ca sĩ, Đàm Vĩnh Hưng còn được biết đến với vai trò huấn luyện viên. Điều áp lực nhất khi truyền cảm hứng đến học trò chính là họ phải làm được điều tôi mong muốn. Một nút luyến, một ánh mắt diễn tả. Làm không xong khiến tôi rất bực, thậm chí đánh và tát vào mặt. Tôi hiểu rõ rằng khán giả muốn gì ở người nghệ sĩ, bởi vậy tôi luôn gắt gao trong công việc để đem đến sự hoàn hảo nhất cho khán giả, Đàm Vĩnh Hưng nói. Minh Hà từng nhiều lần muốn chia tay Lý Hải. Trong cuộc giao lưu cởi mở, Minh Hà chỉ chia sẻ nhiều về chuyện tình yêu với Lý Hải, những trải nghiệm đầu tiên trong cuộc sống làm dâu, những sự cố sinh nợ cách nuôi con. Lý Hải Minh Hà tham gia buổi giao lưu trực tuyến với báo Vietnamnet để chia sẻ những bí mật về cuộc sống, công việc và những dự định của mình trong lần gặp gỡ với độc giả. Trong cuộc giao lưu cởi mở, Minh Hà chia sẻ nhiều về chuyện tình yêu với Lý Hải, những trải nghiệm đầu tiên trong cuộc sống làm dâu, những sự cố sinh nợ cách nuôi con. Trước câu hỏi có ý định sinh thêm bé thứ 5, cặp đôi cho hay không dám nói trước, nhưng hiện tại chưa có kế hoạch này, 4 đứa con hiện tại với họ là quá đủ. Lý Hải cũng tiết lộ anh và Minh Hà rất hãnh diện từ đó đến giờ quen nhau và cưới, nhưng chưa bao giờ to tiếng. Biết trong lúc nóng giận không kìm nén được nên Lý Hải thường bỏ đi chỗ khác, tỉnh táo thì quay trở lại nói chuyện, do vậy vợ chồng anh không bao giờ cãi lộn. Dù cách nhau gần 20 tuổi, cặp đôi Lý Hải Minh Hà đang có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, khiến nhiều người ngưỡng mộ với bốn nhóc tỳ dễ thương. Lý Hải nhiều người biết đến ngay từ khi bước chân vào con đường ca hát. Vào năm 1993, nam ca sĩ sinh năm 1968 luôn được công chúng ngưỡng mộ bởi phong cách âm nhạc gần gũi và bình dị. Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực ca hát, mà anh còn kiếm được rất nhiều tiền trong các lĩnh vực nghệ thuật khác như nổi tiếng, vai trò đạo diễn, diễn viên. Anh ghi dấu ấn khi trở thành nhàn sản xuất phim lật mặt và tham gia làm giám khảo một số show truyền hình. Bên cạnh đó, ngoài quản lý công ty sản xuất phim, Lý Hải cùng bà xã còn sở hữu những công ty kinh doanh khác với khối tài sản kết xù. Hiện tại, Lý Hải đang sở hữu 4 công ty riêng, trong đó có một công ty sản xuất phim, 3 công ty còn lại ở các lĩnh vực bất động sản, kinh doanh bình chứa xăng dầu và chứa nước, một công ty phân phối mỹ phẩm. Anh là một trong số các nghệ sĩ có nhà đẹp xe sang và cuộc sống đầy đủ hạnh phúc khiến nhiều người mơ ước. Nam ca sĩ kết hôn với bà xã Minh Hà vào năm 2010. Sau 7 năm chung sống, tổ ấm gia đình luôn tràn ngập tiếng cười của bốn nhóc tỳ dễ thương kháu khỉnh. Vợ chồng ca sĩ thường xuyên khoe ảnh các con trên mạng xã hội và nhận được sự yêu mến quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Cả ba bé Rio, Cherry và Sunny luôn được bố mẹ dạy cách tự lập ngay từ khi còn nhỏ. Các bé đã biết giúp đỡ bố mẹ chăm sóc em và chơi đùa cùng cậu em trai út Mio gần 8 tháng tuổi. Dù bận rộn với công việc kinh doanh, Minh Hà luôn biết cách sắp xếp thời gian cho công việc và con cái. Sau khi sinh con thứ 4, vợ Lý Hải đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng thon thả và đã cùng chồng tích cực tham gia các sự kiện của làng giải trí. Cô hạnh phúc vì cuộc sống hiện tại bên các con khi gia đình may mắn có đủ nếp đủ tẻ. Vừa lo công việc kinh doanh của công ty, Minh Hà vẫn cố gắng chuẩn bị bữa cơm cho con và đưa các bé đi học. Những lúc rảnh rỗi, Lý Hải cũng phụ vợ chăm sóc con cái. Với Lý Hải, anh đặt gia đình và việc dạy con lên hàng đầu để nuôi dạy các bé nên người và thành đạt. Anh đã chứng kiến rất nhiều gia đình vì sự nghiệp mà không quan tâm con cái, dẫn đến các con hư hỏng nên Lý Hải coi công việc chỉ là thứ phụ. Theo đó, vợ chồng Lý Hải Minh Hà đặc biệt chú trọng đến việc rèn luyện kỹ năng cho các con, giúp các bé phát triển toàn diện bằng cách cho các bé trải nghiệm cuộc sống trong những chuyến đi du lịch. Nam ca sĩ muốn con có thói quen sống tự lập chứ không phải bằng tài sản cha mẹ để lại. Những phương pháp dạy và chăm sóc con cái của cặp đôi này nhận được nhiều lời khen ngợi từ bạn bè và người hâm mộ. Không chỉ kiếm tiền giỏi mà chăm con cũng khéo. Lý Hải đã được bình chọn là ông bố của năm khi không ngần ngại làm việc nhà, cho con uống sữa hay thức đêm chăm con giúp vợ. Đến nay có thể nói, dù cuộc sống hiện tại rất bận rộn với vai trò làm cha và công việc, nhưng nam ca sĩ cùng bà xã rất hài lòng và hạnh phúc bên bốn nhóc tỳ dễ thương. Cuộc tình 12 năm hoàn hảo của Minh Hà Lý Hải. 12 năm đã trôi qua, căn nhà nhỏ của Lý Hải Minh Hà vẫn luôn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Năm 2002, Lý Hải mời hot girl Minh Hà tham gia vào một sản phẩm âm nhạc của mình.
Khi đó Minh Hà mới vừa tròn 17 tuổi. 2 năm sau, Lý Hải mời Minh Hà xuất hiện trong album Trọn đời bên em vô năm. Cả hai chính thức cảm nắng nhau từ đó. Yêu nhau 4 năm, Minh Hà quyết định sang Anh du học. Trước khi đi du học, Minh Hà mạnh miệng nói chia tay. Tuy nhiên, trong thời gian xa cách, cả hai nhận ra tình cảm dành cho nhau quá lớn. Lý Hải thổ lộ, anh sẽ chờ cô trở về để làm đám cưới. Sau khi Minh Hà hoàn thành khóa học, ngày 15 tháng 11, 2010, Lý Hải và Minh Hà tổ chức đám cưới. Một năm sau ngày cưới, Minh Hà hạ sinh quý tử Rio. Khoảnh khắc hạnh phúc được Lý Hải vui vẻ chia sẻ tới công chúng. Rio tròn 1 tuổi thì Minh Hà mang thai lần 2. Cô gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp và thần thái tươi tắn rạng ngời. Hình ảnh hạnh phúc viên mãn của gia đình Lý Hải Minh Hà khiến bao người ghen tị. Sinh con xong, Minh Hà càng trở nên xinh đẹp mặn mà. Trong khi đó, Lý Hải rất thành công với những dự án âm nhạc và phim ảnh. Khi công chúa thứ hai vừa tròn 1 tuổi, cặp vợ chồng nổi tiếng lại hạnh phúc khi đón tin vui lần thứ 3. Thương vợ, Lý Hải đã tự nguyện hạn chế tụ tập bạn bè để giúp vợ chăm sóc hai con lớn. Cô con gái thứ 3 được vợ chồng Lý Hải Minh Hà đặt tên là bé Sunny. Dù chênh lệch nhau 17 tuổi, song vợ chồng Lý Hải Minh Hà luôn đầm ấm hạnh phúc. Sau 12 năm gắn bó, họ được xem là một trong số những cặp đôi vàng của làng giải trí.